Một con xe hạng D đến từ thương hiệu Hàn Quốc các bác nhá. Một chiếc xe mà làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam những năm 2004-2005. Đây là một mẫu xe mà dẫn đầu xu thế, một mẫu xe sedan hạng sang mà bây giờ thì em Vũ Duy Auto vừa về xong. Các bác có đoán được con này là bao tiền không? Nhiều bác nhìn bảo chắc nó hơn 100 triệu không các bác ạ? Còn lâu mới đến 100 triệu, mới có hơn 90 rồi. Phải nói là rẻ như cho luôn. Bốn bánh phanh đĩa ABS đầy đủ, la răng phanh đúc nhá, lốp dày cả dàn. Đấy, điều hòa mát lạnh, và nói thật các bác là điều hòa còn mát hơn cả tủ lạnh nhà mình cơ. 2005 DU Maglert bản 2.0, một dòng xe phải nói là đẳng cấp đỉnh cao đến từ thương hiệu DU. Và con này thì vừa về em xong, đồng sơn xe đều đẹp sạch sẽ và bác chủ bác ấy đi rất giữ gìn. Một chiếc xe mang biển số gốc là ở Thanh Hóa nhá, 36A56379. Một chiếc xe đẹp về trong buổi hôm nay, thực sự thời tiết nó hơi tối tối một chút, nhưng mà cái màu sơn này các bác nhìn này, đồng sơn cực kỳ đều luôn nhá, màu sơn vàng cát đẹp khỏe chạc khoắn trẻ trung. Mà giá con này thì chỉ rẻ ngang bằng một con xe SH thôi, chỉ có hơn 90 triệu đồng các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Vâng, dòng xe DU Maglert nhá, con này đi thì cực kỳ đảm chắc. Và thưa các bác là giá vậy thôi, nhưng mà xe số tự động không phải số sàn đâu. Số sàn em bán có hơn 70, còn số tự động em bán hẳn hơn 90. Xe rẻ bao ngon bao chất, cam kết là máy số ngon lành cành đào, động cơ máy nổ êm thì thầm. Con này máy nổ êm hơn cả xe mẹp. Vâng, kính còn zin, xe còn cứng và đăng kiểm thì đến tận tháng 5 năm 2024. Nói có sách, mách có chứng. Đấy, cam hành trình có luôn. Và có cả cam lùi đầy đủ cho các bác nhá. Một mẫu xe phân khúc hạng D, hạng sang luôn. Đấy, xe rẻ bao chất và con này thì xe của Hàn Quốc rồi. Đi cực kỳ lành bền, đấy chắc chắn. Một mẫu sedan hạng sang hai đầu, đấy nhìn ai cũng mê. Con này nhiều bác bảo ô thế đồ nghề thay thế nó thế nào, thì thưa các bác là đồ nghề thay thế của dòng này thì cực kỳ nhiều nhá. Các bác thích cái đồ gì các bác bảo em bao luôn, cửa hàng nào cũng có cho các bác luôn. Xe ngon bao đẹp cho các bác nhá. Và con này thì được bác chủ bác cái giữ gìn cực kỳ cẩn thận, đặc biệt là nội thất bên trong. Tí em sẽ cho các bác, đảm bảo các bác là mới như là xe mới tinh luôn. Vâng, đua được với xe mới thì các bác biết là chất nơi nào. Đây, cho các bác xem qua cái, không lại bảo em nói điêu. À, nội thất ghế da của nó này, các bác nhìn này. Các bác bảo làm gì có con nào mà đời 2005 đến bây giờ mà nội thất ghế da nó còn căng đẹp này. Mà đây là da zin, da đẹp nhá nhá. Vâng, da đẹp luôn này, vô lăng này, như mới luôn này. Đây, vô lăng này, đẹp từ mọi góc nhìn luôn này. Các cái phím bấm của nó còn rõ ràng và sắc nét luôn nhá. Xe cực đẹp luôn, cần số này không có mòn mỏi một tí nào luôn. Và em này thì đây, kính điện 4 cánh hạ xuống cho các bác nhìn cái nội thất bên trong xe. Phải nói thực sự là đây là một chiếc xe rất là tươi luôn. Nội thất da đẹp căng, đấy, độn da căng nét luôn này, không lỗi lầm. Ốp vân gỗ xịn sò cao cấp, có màn hình Android cho các bác. Có cam lùi kết hợp, đấy, mặt táp lô xe đẹp căng từng cm, chạy được đúng 10 vạn. Con này là một chiếc xe của bác chủ, bác ấy cũng là một cán bộ. Bác ấy đi con này tương đối là ít, thế là thành ra đấy các bác có một chiếc xe chất được các bác nhá. Xe ngon bao đẹp bao chất cứng luôn. Đấy, đèn này lại chơi quả đèn bi này. Bi này là bi led nhá, kết hợp với đèn gầm. Đấy, phản led 4 mắt này, cực kỳ sáng luôn. Đồng sơn xe thì không chê được một câu nào, biển số rõ ràng. Và con này thì tư nhân chính chủ cái biển Thanh Hóa. Và con này thì cam kết các bác này, không đâm đụng, không ngập nước. Đấy, máy số thì ngon lành cành đào. Đừng bảo máy zin nữa rồi, vì con này đời này nó sâu rồi. Nếu máy gì thì hơi khó, nhưng mà thực sự là để bảo dưỡng định kỳ thường xuyên thì vẫn phải chỉnh choạt lại một số thứ, ví dụ răng cao su bị lão hóa theo thời gian. Được cái là máy dưới thì còn ok các bác nhá, còn nguyên bản luôn. Xe cực kỳ cứng các chất luôn các bác ạ, tôn vỏ này. Đấy, các bác nhìn tôn vỏ đấy ạ. Vâng, rất dày luôn nhá, ngon luôn này, lành luôn này và êm luôn. Đấy các bác nhìn này, chất tôn này, đấy chất tôn nó cực kỳ đẹp luôn. Sơn sườn này, xe đều nhá, có toàn bộ đồng sơn xe là bóng căng luôn, không hề có lỗi lầm. Đấy, các bác nhìn đẹp luôn này. Bên nhà em thì xe vừa về xong. Đấy, các bác nhìn kể cả cua lốp này 2005, các bác kiếm được con nào mà cua lốp nó được như này không? Hơi khó luôn các bác ạ. Thực sự là hơi khó luôn. Lốp này rất dày nhá, lốp Thunder Briton. Đấy, rất dày luôn. Đấy, các bác nhìn này, lốp đang sử dụng là 205-60 với la răng 16. Dòng lốp dành cho những chiếc xe hạng sang. Đấy, lốp đẹp luôn này. Đấy, sơn sườn đẹp nhá. Và con này thì được cái là tránh mưa, tránh nắng, tránh khói bụi quá ok. Giá chỉ bằng ngang một con xe máy thôi các bác ạ. Đấy, đúng ngang bằng một con xe máy, giá rẻ như cho luôn. Này, tapi vân gỗ ốp sờ rất là mịn màng xịn sò. Đấy, cái dòng này là vân gỗ ốp mờ nhá, không phải vân gỗ ốp bóng đâu. Kính lên xuống là hoạt động hoàn toàn bình thường và lên xuống rất là nhanh chóng. Bản là thì theo thời gian 5 tháng rồi vẫn còn ok, ngon lành cành đào, không hề lỗi lầm tí nào. Đấy,
Các bác đi những cái dòng này thì quá yên tâm, keo chỉ đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng nhá, không va quẹt. Đấy, còn tapi này, vân này, da sờ nó rất là mềm. Và vân da nó còn nguyên này, đấy, vân da còn nguyên nhá. Nội thất bên trong xe thì đây các bác nhìn này, nội thất toàn bộ là ghế da màu ghi xám nhá. Ghế da đẹp căng, độn da là cao su thiên nhiên. Đấy, ngồi rất là thoải mái, êm ái và không hề bí bách. Các cái phần nhựa này của nó còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn này, các phần nhựa này. Đấy, vân sần còn nguyên. Nhựa vân sần còn nguyên nhá, không hề có lỗi này. Đấy. Và sàn của chiếc xe thì cũng đã kiểm tra rồi, không có đọng nước, không có ố mốc. Đấy, sàn chuẩn chỉ luôn. Vô lăng củ số thì như mới rồi. Con này thì bác chủ bác ấy ít đi, thành ra là tất cả các cái chi tiết của xe vẫn còn rất là mới. Đấy, rất mới luôn nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, rất là mới luôn. Đấy, màn hình này có cam lùi cho các bác nhá, và đặc biệt là cần số này. Mới tinh tình tình luôn. Đấy, số tự động rích rắc luôn các bác nhá. Một chiếc xe hạng sang, động cơ máy 2.0. Đấy, số tự động đi rất là sướng luôn, dễ dàng sử dụng, an toàn. Đấy, và dòng này thì đi rất là phê. Các bác bỏ ra một cái số tiền chỉ có ngang bằng con xe máy, nhưng mà các bác đã có một chiếc xe hạng sang. Và con này thì em nói thẳng luôn là bác nào không nhanh tay đến lúc người khác cọc rồi thì tiếc nhá. Bên em thì áp dụng chế độ là cứ ai cọc là người ấy thắng, không cần trình bày nhiều. Vâng, không cần phải đợi mới hẹn gì cả. Các bác chỉ cần cọc tiền thôi là các bác đã có sở hữu ngay được chiếc xe này rồi. Còn bên em bao là đến xem xe mà không thích là trả tiền, rõ ràng luôn. Đấy, đấy các bác nhìn nhá. Vâng, rất rõ ràng. Xe thì còn ngon, nói chung là chất xe thì cứng cáp rồi. Và thời tiết thì sắp mưa rồi. Đấy, thời tiết sắp mưa tối om om rồi. Thế nhưng mà đối với em, khi mà đứng bên cạnh chiếc xe này thì mình cũng rất là yên tâm là không phải lo đến chuyện nắng mưa. Mình ngồi lên xe cái là lại mát lạnh cuộc đời ngay. Đấy, xe chất thì quá ok, sơn xi sạch sẽ. Đấy, ngon lành cành đào. Và dòng này thì là một dòng xe hạng sang rồi, nên là ngồi bên trong xe thì rất là thoải mái, và không phải lo đến chuyện là bí bách gì cả. Vì cái khoảng ghế ngồi đằng sau này nó cũng rất là thoải mái nha các bác nhá. Người ngồi sau là có thể duỗi chân duỗi cẳng được. Các bác có thấy là máy em rung không? Vâng, vì thời tiết bây giờ là đang gió rất là to. Đấy, sắp mưa bão rồi, gió rất to. Thế nhưng mà đấy, mình ngồi ngay bên cạnh con xe mà ngon lành cành đào như này tội gì. 2019, lốp 2019 good year nhá. Nhưng mà vẫn còn rất là mới. Đấy, cô lốp này vẫn còn rất là mới luôn. Đấy, và cua lốp của xe là không có mục mọt tí nào. Nói chung là về chất thì chiếc xe này nó cũng theo năm tháng thời gian, có những cái phần nó khiếm khuyết, nhưng mà tổng thể thì đây là một chiếc xe tương đối là cứng. Vâng, không thể tránh khỏi những cái khiếm khuyết nhỏ. Thế còn đâu là về tổng thể thì xe là tương đối là cứng nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, chất tapi tablo của xe nó vẫn còn như mới luôn. Và con này thì thực sự các bác là đúng là xứng đáng với đồng tiền bát gạo bỏ ra, chỉ có hơn 90 triệu thôi. Hơn 90 triệu các bác nhá, là các bác đã có ngay được chiếc xe này rồi. Đấy, xe chạy rất là ngon, là êm lành cành đào. Đấy các bác nhìn này. Đấy, táp lô xe đẹp này, vân sần còn nguyên này. Đấy, không hề lỗi lầm nhá, vân sần còn nguyên. Đấy, tất cả mặt táp lô này xe còn đẹp luôn này. Đấy, không hề lỗi lầm tí nào. Đấy các bác đi con này thì quá ok luôn. Đấy. Xe bao chất cứng, tôn vỏ dày này. Đấy. Không có bả tỉa tí nào các bác nhá. Và em này kính còn zin nguyên. Đấy, kính này. Đấy. À, nói chung là về option thì chiếc xe này cũng là một chiếc xe tương đối khá là hiện đại, kiểu dáng trẻ trung, nhìn thì mê. Các bác nhìn mọi góc nhìn luôn. Đấy, góc này chả mê, quá mê luôn đi chứ ạ. Em còn mê mà. Vâng, một chiếc xe đẹp mà máy thì nổ êm thì thầm nhá. Bây giờ thì ta sẽ cùng đề nổ chiếc xe để cùng kiểm tra về chất máy. Vâng, máy nổ êm thì thầm, đi cái dòng này thì sướng rồi. Đấy, máy nổ ngay, rất là êm luôn các bạn. Tua thấp, máy êm. Và động cơ chiếc xe nó chỉ có 2.0 thôi, không phải như cái dòng 2.4. Đấy, 2.0 nhá, rất là khỏe luôn. Đấy, số tự động đi rất là nhàn chân. Và các bác nhìn động cơ cam kết của nó là DOHC 24 van, máy êm thì thầm. Cam kết các bác này, máy số là ngon lành cành đào, êm thiên thít, nổ thì thầm, không hề có hơi thừa nhá. À, cho bác xem này, 100% cam kết là không hơi thừa. Đấy, không hề có hơi thừa, hơi khoái rồi luôn. Và ui, nóng. Cái chỗ khoang máy nó là rất là nóng. Đấy, thì đấy, đảm bảo cho các bác rồi. Đấy, các bác yên tâm. Về chất máy, rồi ắc quy này, ắc quy dày như mới đấy. Đè cái lên ngay, không hề lỗi lầm gì cả. Còn đâu là theo năm tháng thời gian, có những cái chi tiết khiếm khuyết theo thời gian thì không tránh khỏi. Nhưng mà đây này, nhựa này của nó còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn nhá.
chất nhựa còn nguyên, xe còn nguyên, tem nhãn đầy đủ. Đấy, bao cứng, bao đẹp cho các bác luôn. Và chiếc xe Deo Max Lớt này thì bên em đang bán cái giá thơm như muối mít nhá, chỉ có hơn 90 triệu thôi. Bác nào mà yêu thì nhanh tay qua cửa hàng. Còn con này về chất thì không cần phải bàn cãi. Vâng, đảm bảo với các bác đóng cao tốc 120 cây không rung lắc. Đảm bảo với các bác là xe đi đường là không bao giờ bị nằm vặt. Và bên em thì có chế độ bảo hành bảo dưỡng đầy đủ. Đấy, bác nào mà yêu thì các bác có thể là qua xem xe trực tiếp. Còn bên em thì xe là rất là nhiều. Các bác chỉ cần qua cửa hàng ngó nghiêng là kiểu gì cũng có xe mang về. Đấy, gầm bên này. Gầm nó còn đẹp như thế này mà. Vâng. Và nói chung là với cái tầm tiền giá rẻ như xe máy thì đây là một sự lựa chọn quá ok. Một sự lựa chọn cực kỳ hoàn hảo. Bác nào mà yêu thì mời các bác qua xem xe trực tiếp nhá. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại em Uzi Auto. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào tạm biệt. Uzi Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.